Xin chào anh em nhé, hôm nay em có nhận được một con máy Mi Tập Pad 5. Đấy, nó bị dính tài khoản Google. Thì dính tài khoản Google là gì? Thì anh em make tiếp này. Anh em sẽ bị cản lại ở một cái tài khoản. Đó. Thường những trường hợp này là do khách hàng quên mật khẩu màn hình, xong sau đó thì reset hoặc chạy lại phần mềm. Đó, thì nó sẽ bị dính như vậy. Nó sẽ bị dính như vậy anh em nhé. Anh em sẽ không có cách nào là active vào trong. Thì thật ra là cái này làm nó cũng không khó, quá khó đâu. Nhưng mà cái này vì bí mật của cái nghề nghiệp này, nhiều khi anh bọn em cũng không thể chia sẻ được. Em có nhận dịch vụ là xóa cái tài khoản này đi để chúng ta có thể là kích hoạt vào trong như bình thường. Đấy. Thì cũng có rất nhiều clip chia sẻ trên mạng là cách xóa, anh em có thể tìm hiểu và tự làm nếu anh em không làm được. Hoặc là anh em muốn tiết kiệm thời gian để có thể sử dụng các dịch vụ từ bên thợ cho nhanh. Đấy. Thì để xóa cái chế độ này thôi, cái chế độ này thì cũng khá là đơn giản thôi. Như bọn em thì bọn em có những cái phần mềm, bọn em có bốc riêng, bọn em xóa. Đấy. Thì ví dụ như cái máy này thì em sẽ tiến hành xóa ngay cho anh em xem. Đấy, em sẽ không chia sẻ được cái tool các thứ ở trên máy tính, nhưng mà em sẽ làm luôn cho anh em xem. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận giữ nguồn, chúng ta sẽ vào chế độ phát boot. Chúng ta sẽ vào chế độ phát boot. Đấy, và bước tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện ở trên máy tính. À, sẽ có những cái dòng lệnh riêng để bọn em có thể là unlock cái máy này. Hoặc là chúng ta cũng có thể xóa được bằng cái chế độ recovery của nó. Này, đây là chế độ recovery của nó anh em nhé. Để em chia sẻ cái video này lên là cũng muốn là anh em biết là em có nhận các dịch vụ về Unbreak này, các dịch vụ về xóa tài khoản, các dòng máy này. Nếu mà anh em có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ với em nhé. Em đang dùng tool để nó sẽ xóa tài khoản này đi. Hay anh em chờ một chút, tool nó sẽ chạy xong và nó sẽ xóa thành công về máy này. Xóa thành công với tài khoản. Con máy nó là một con máy chính hãng nha. Đó. Sau khi xóa xong thì nó sẽ tự động nó khởi động lại máy và chúng ta sẽ tiến hành active lại xem. Tiến hành khởi động lại máy nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử tiến hành active máy nhé. Đó, anh em thấy không? Tài khoản đã bị xóa bỏ. Đó. Thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề tài khoản các thứ nữa. Đơn giản. Đấy, sẽ chụp lại. Bước tiếp theo là chúng ta chỉ cần thiết lập máy tính bảng thôi. Vậy là ok anh em nhé. Anh em xem thông tin máy này. Đó, Mi Pad 5 mà.
Ok, đây là một cái máy chính hãng anh em nhé. Đấy, trên đây là video em xóa tài khoản Google cho con máy Mi Pad 5. Thế anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với em nhé. Em xin cảm ơn anh em rất là nhiều khi đã theo dõi video này. Xin chào anh em.